Tiến sĩ võ hồng minh công, tiến sĩ lê thị thu hương, kính thưa ban đốc, quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp thân mến, à, rất là hân hạnh cho tôi được quay lại đây sau vài tháng, ha anh công ha, cũng mới gần đây thôi. Lần trước thì được gặp à, quý thầy cô các anh chị ở một cái bài đó là kỹ năng uh, trình bày, presentation. Hôm nay thì mình nói chút xíu về uh, kỹ năng tư vấn về vaccine. Có một cái điều rất là thú vị, nó nói thú vị cũng không phải, có một điều không có hay là gì hầu như ai cũng đồng ý với nhau vaccine là quan trọng phải không vaccine là cần thiết vaccine cứu người vaccine giúp cho chúng ta giảm bệnh tật giảm nặng nặng nhưng mà từ cái chỗ chúng ta biết cái chuyện đó tới cái chỗ mà chúng ta thực hành đó nó là tự nhiên cái nó nó không có vẻ nó nó, nó không có liên quan với nhau ai cũng công nhận là vaccine tốt nhưng mà hỏi chích đúng chưa tôi thì chưa anh công chẳng biết chích chưa và rất nhiều người ở đây cũng chưa như vậy tại sao vậy một lát có một cái hình cho chúng ta thấy từ cái chỗ mình biết cho tới cái chỗ mình làm thực ra ở giữa nó còn hai ba chỗ nữa chúng ta phải vượt qua để mình có thể thuyết phục được bản thân mình cũng như là những người khác đi dùng vaccine và do đó thì hôm nay cái bài kỹ năng tư vấn à, đặc biệt do vaccine nói chung và một cái phần cuối là những vaccine cần cho người cao tuổi và người có bệnh lý nền và nếu các bạn nhìn cái tựa này các bạn nghĩ rằng ôi cái này chắc chỉ dành cho mấy bác sĩ ngồi ở phòng khám thôi hay là ngồi ở phòng tiêm chủng thôi tôi làm trên trại tôi làm ở đâu đó chắc tôi cũng không quan tâm lắm thực ra không phải nó sẽ cần thiết cho bản thân mình nó cần thiết cho mình khi nói chuyện với người nhà của mình thuyết phục người nhà của mình hàng xóm của mình bạn bè của mình trên bàn ăn trên bàn nhậu rồi này nọ chúng ta vẫn có thể nói những cái chuyện này sẵn nhắc chuyện đó rồi anh anh thương hứa dẫn tôi đi nhậu mà lâu quá không thấy à. thì đây là nội dung gần có ba phần thứ nhất là chúng ta hiểu chút xíu thì thế nào gọi là tư vấn vaccine sau đó cái kỹ năng tư vấn vaccine nó gồm có cái gì? Người ta đã cho chúng ta một cái lộ trình gồm 5 bước luôn. Mình xem 5 bước đó là gì. Và cuối cùng là tôi cũng giới thiệu một vài những cái chỉ định, những cái vaccine mà cần cho người cao tuổi và người có bệnh nền. Thì thực ra tư vấn vaccine, đôi lúc chúng ta ngồi những cái phòng tiêm hay là chúng ta ngồi ở đâu đó hay là mình nghe những cái câu hỏi, thấy người ta cứ vặn vẹo về vaccine. Người ta nói, người ta hỏi cái này, người ta sợ cái kia hoặc là nhất gần đây cái gì đọc báo thế nghe về cái gì đông máu phải không vaccine covid 19 của cái astrazeneca đông máu người ta hỏi tới hỏi lui đôi lúc mình thấy mà mình vui thì không sao còn mình đang bận biểu mình thấy bực mình nhưng mà thật ra xin các anh chị nhớ dùm đó là một cái nhu cầu chính đáng và một khi họ thông suốt được cái chuyện đó từ chỗ đó đi tới cái chuyện cái chỗ mà họ tiếp tục họ dùng vaccine nó rất là dễ dàng cho nên chúng ta đừng có ngại hay đừng có khó chịu khi họ có những cái đòi hỏi hay là những cái thắc mắc liên quan đến vaccine và tư vấn vaccine thực ra nó là một chuỗi những cái hoạt động nó đa dạng lắm thường chúng ta thấy là cái dạng đầu tiên tức là mình giúp cho người ta hiểu và người ta lựa chọn người ta quyết định rồi tôi đồng ý hôm nay tôi sẽ tiêm tuy nhiên tư vấn về vaccine nó cũng có những cái chuyện khác nữa là giải tỏa những cái lo lắng hay là những cái hiểu lầm về vaccine dù như cụ thể chuyện đông máu rồi nọ có hay không chúng ta có là những người có những cái thông tin mình chia sẻ với họ hoặc là thậm chí tư vấn về vaccine nó cũng liên quan tới cái chuyện mà như nhi khoa chúng tôi rất là hay gặp bác ơi con em nó chích xong về nó sốt con em chích xong về nó bỏ ăn mấy ngày con em uống vaccine người tiêu chảy về nó lại bị tiêu chảy vậy lần sau em có nên uống nữa không rất nhiều chuyện thành ra đó là những cái tư vấn về vaccine và cái câu này rất là quan trọng mình tư vấn để họ quyết định sử dụng một cái vaccine gì đó đây cũng được coi là một cái dạng gọi là thay đổi hành vi sức khỏe hành vi sức khỏe là gì đó là một cái hành vi liên quan đến sức khỏe chỉ có vậy thôi nhưng mà thường là chúng ta sẽ hướng dẫn hay là tư vấn cho cái người đối diện mình đó, bỏ bớt hay giảm bớt những cái hành vi sức khỏe xấu và thực hiện những hành vi sức khỏe tốt. Và để một người từ lúc mà chúng ta tư vấn cho tới khi mà họ làm cái chuyện đó mà cái nãy tôi nói các anh chị đó đây là những cái bậc thang thường chúng ta hay nghĩ tới chỗ này thôi à tôi nói cho họ biết là vaccine hay lắm vaccine tốt lắm vaccine cứu mạng vaccine này nọ là mình xoa tay mình nghĩ rằng xong rồi là họ sẽ bước qua phòng kế bên rồi họ sẽ chích đồ này nọ chưa chắc đâu từ cái chỗ họ chưa biết mình nói cho họ biết nhưng họ biết nhưng mà họ chưa có ý định họ nói là ờ à, vaccine tốt ờ tao biết rồi đó nhưng mà để từ từ đi th th thậm chí là họ sẽ không nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ đi chích như vậy mình phải làm sao cho từ chỗ họ biết cho tới cái lúc mà họ có cái ý định đi chích mình xem có ở giữa này tại sao ủa hai tuần sau gặp lại hỏi mày chích chưa nó chưa tại sao vậy có cái gì cản trở không ờ à, tao chưa có rảnh hay là vaccine mất tiền quá hay là ở xung quanh chỗ tao ở không có một cái chỗ nào có thể chích nó tao phải đi qua một cái thành phố khác vân vân thành ra chúng ta phải tìm hiểu những cái khó khăn của họ tại sao họ đã hiểu rồi nhưng mà họ chưa có ý định đi chích hoặc là họ có ý định rồi nhưng mà nó họ hứa với mình là tao sẽ chích cái đó à, tôi một ngày nào đó tôi sẽ đem con tôi đi nhưng chờ hoài không thấy họ làm có cái chuyện gì đó cản trở chỗ này hay không và các anh chị đừng quên còn một khâu cuối cùng họ chích được một lần rồi mình thấy mừng đó nhưng mà mãi chẳng thấy họ duy trì họ không đi đem đi nhắc lại hoặc là họ không trực tiếp cái vaccine khác hay cái gì đó họ chỉ làm được có một lần thôi mà không duy trì như vậy nhiệm vụ của chúng ta là làm sao đưa một cái người khách hàng từ chỗ này mà đi từng bậc thang đê tới cái chỗ này khó vô cùng không phải dễ và điều đó nó đòi hỏi một số cái mà chúng ta phải hiểu cái quá trình bậc thang đó nó có một vài cái đặc điểm sau đây chính nếu mình không hiểu cái này thì mình nghĩ rằng mọi chuyện nó rất là dễ ăn thứ nhất cái chuyện mà thay đổi hành vi sức khỏe như vậy á đó là một cái quá trình chậm và theo từng bước giống như mình nói hồi nãy thứ hai nếu không được động viên nhắc nhở khuyến khích thì cái người đó sẽ quay lại cái hành vi hồi xưa bởi vì bao giờ cái hành vi mà họ đã, đã sống chung với họ mấy chục năm rồi bao giờ nó cũng dễ chịu dễ làm và quen thuộc còn bây giờ thay đổi qua một hành vi mới thì thường là nó sẽ khó hơn cho nên đòi hỏi mình phải động viên nhắc nhở nếu đó là bạn mình đó là người nhà của mình hàng xóm của mình thì mình phải nhớ phải thỉnh thoảng nhắc họ hỏi họ động viên họ thứ ba một số hành vi không chỉ phụ thuộc vào cá nhân ví dụ như tôi muốn chết lắm nhưng mà về nhà ông xã tôi không cho ví dụ tôi đi nghe nói rằng à bây giờ bé trai cũng phải chích HPV nhưng mà về nhà tôi nói với lại bà xã tôi nói cái bà xã nói trời đó coi chích cái này thấy có lẽ là một cái gì đó nó rất là sexy nó rất là gọi là ghê gớm nó rất là mất tư cách ví dụ như vậy và chích thì chích cho con gái thôi chứ làm gì tự nhiên con trai đi chích nữa ví dụ như vậy là đôi lúc một số cái quyết định một số hành vi không phải chỉ một mình mình quyết mà nó còn phụ thuộc vào một vài những người khác nữa và cuối cùng một số hành vi thì dễ lắm nhưng một số hành vi thì khó cho nên chúng ta phải hết sức là gọi là kiên nhẫn như vậy chúng ta đã hiểu ha tư vấn về vaccine đó là một cái hành động rất là đa dạng có thể ai trong chúng ta ở đây cũng sẽ là một tư vấn viên và đối tượng của mình nó rất là rộng và nhớ rằng để biến cho một người chưa hiểu rõ, chưa đầy đủ thông tin thành một cái người mà làm một cái việc gì đó đem đi chích ngừa và duy trì hành vi chích ngừa đó nó đòi hỏi phải trải qua nhiều khó khăn và chúng ta phải theo đuổi và chúng ta phải giải quyết những khó khăn đó cho cái người khách hàng đó. Thì để giải quyết khó khăn đó thì người ta giúp cho chúng ta bằng năm cái bước. năm cái bước tư vấn vaccine. Bước đầu tiên, cái này là tại cái phòng khám. Còn nếu mình ở nhà hay mình ngồi trong một cái bàn ăn với nhau thì không có cái bước này đó là khám sàng lọc cái này thì cái chuyện xảy ra rất là bình thường bước thứ hai sau khi khám sàng lọc rồi mình coi cuốn sổ của họ hay mình dựa vào độ tuổi của họ hay mình dựa vào cái bệnh lý nền của họ mình sẽ gợi ý à hôm nay chú cần chích vaccine này có hai ba loại cần chích nhưng mà hôm nay chú chích cái này trước rồi bốn tuần sau chú quay lại chích tiếp cái kia ví dụ như vậy hoặc nếu hai ba loại đó có thể chích được liền ngày hôm nay mình sẽ tư vấn cho họ chích ngày hôm nay luôn tay bên đây một cái, tay bên kia một cái. Ví dụ như vậy. Và chắc chắn họ sẽ có một vài những câu hỏi. Họ lo ngại. À, tôi chích lần hai cái vậy về nó có hành không? Hai cái vậy tiền nó có mắc không? Sáng tôi đi tôi định, định trong đầu là chích có một cái thôi. Tôi mang chỉ có khoảng bao nhiêu đây tiền. Mình phải xử lý trả lời. Và cuối cùng mình đưa ra những luận điểm để hỗ trợ. Nếu họ hỏi những cái mà về khoa học. À, ông không biết tôi chích cái này về nó hành dữ không? Tác dụng phụ nhiều không? Hay là tuổi tôi bây giờ lớn rồi không sống được bao nhiêu có cần hay chích hay không tôi để dành để chích cho cháu tôi này nó còn nhỏ ví dụ như vậy mình đưa ra những cái luận điểm mình hỗ trợ cho họ và cuối cùng đừng có quên cái này lúc nào mình cũng phải chốt lại tư vấn và chỉ họ qua cho đóng tiền hoặc là mình làm cái gì đó thì đó là năm cái bước ha đầu tiên là chúng ta phải khám sàng lọc sau đó chúng ta gợi ý à mình cái người đó cần chích vaccine abc sau đó mình hỏi có thắc mắc gì không có lo ngại gì không có cần hỏi gì không mình giải quyết những chuyện đó cho họ và sau đó mình chốt. Cái chốt này nó có hai kiểu chốt. Một kiểu là chốt cái đó là xong luôn, đi qua bước kế tiếp. Một kiểu chốt thứ hai là xong vấn đề đó thôi, rồi mình hỏi một câu hỏi gợi mở. Ngoài ra còn anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Có cần hỏi thêm hay là có cần tôi giúp đỡ gì thêm không? ha. Thì đây là năm bước tư vấn hiệu quả, trong đó có vẻ như là ba bước cuối là ba bước quan trọng phải không các anh chị? Đây là ba bước mà quyết định cái sự thành bại của chúng ta. Thì để làm được ba bước này người ta cũng nghĩ ra một cái công thức khác người ta giúp mình. Đó là công thức gọi là ECRCT. Thì ECRCT là viết tắt của, của, của những cái chữ này. A, chứ xin lỗi, A, C, O, -C T. Bây giờ mình đi vô từng bước nha. Rồi, đầu tiên, cái E là mình phải thể hiện cái sự quan tâm của mình. Lắng nghe. Nhiều khi mình bận quá, chúng ta họ nói gì nói, mình chỉ nghe một cách hời hợt thôi thì đôi lúc đó, lần sau mình hỏi họ không nói nữa thành ra mình phải thể hiện sự quan tâm thể hiện bằng cách nào hình như là cái slide kế tiếp họ sẽ nói sau đó đôi lúc họ nói mình chưa chắc là mình cũng nắm hết cái họ mong muốn đâu mình mới đặt lại một số câu hỏi để cần phơm lại để chắc chắn clarify làm rõ hơn cái họ muốn à có phải là anh chị đang lo lắng về cái chuyện này này hay không có phải anh chị lo lắng là chích cái này vô nó sẽ bị đông máu nó chích sẽ bị chịu vân vân rồi sau khi mình confirm mình clarify rõ ràng rồi bắt đầu mình sẽ trả lời và câu trả lời á nó phải đi vô đúng cái mục tiêu đó và phù hợp ngôn ngữ phải dễ hiểu hàng tuần thì tôi tôi đều có gọi là có những cái làm mini sex với lại sinh viên ở đây các bạn hồi đó đã từng mới tốt nghiệp chắc chắc nhớ thì thường thì tôi hay nhắc nhở sinh viên là mình dùng những cái từ cho phù hợp với cái đối tượng trước mặt mình có nhiều em nói với những bà mẹ giống như là ở dưới quê rồi lên à xin phép để cho tôi bộc lộ để tôi khám cái ổ bụng rồi nói không có dùng những cái từ nó rất là khó hiểu thay vì dạ cho phép em kéo cái áo nó lên để em rờ cái bụng hay cái gì đó thành ra cái chỗ số 3 này cũng vậy tùy vào đối tượng của mình như thế nào họ cần biết cái gì và trả lời ngắn gọn dễ hiểu vô đúng trọng tâm và cái thứ tư là phải cần phơm lại dạ và dạ, nãy giờ cháu nói vậy nãy giờ tôi nói như vậy anh chị có có rõ không anh chị cần hỏi thêm gì nữa hay không và cuối cùng chúng ta transition chuyển qua một mục mới hay là một câu hỏi khác, một vấn đề khác mà họ quan tâm. Ha. Như vậy tóm lại, đây là năm bước và trong đó ba bước cuối để làm cho nó gọi là theo một quy trình. Chứ không thôi mình sẽ mất thời gian với họ lắm. Ha. Theo một quy trình thì chúng ta cứ theo quy trình gọi là ACRCT. Và các anh chị thấy tại sao chỉ A nó là giết rời ra? Tại sao người ta không giết hết một cái luôn? Ha. Bởi vì cái chữ A là một cái rất là quan trọng rất là quan trọng đôi khi gì bận rộn vì gì đó không biết chúng ta cũng thiếu sự quan tâm thì để làm tốt hơn những cái bước đó đó người ta nhắc mình bốn chuyện chuyện thứ nhất là phải lắng nghe với cái sự đồng cảm thì như thế nào là lắng nghe với sự đồng cảm người ta cho cho mình một vài cái tips và những cái chữ này các anh chị thấy người ta ráp lại thành một cái chữ rất là dễ thương lovers người tình lovers để cho chúng ta dễ nhớ ha chứ l lại đầu tiên là cái gì chúng ta ngồi hơi hơi nghiêng về phía trước thể hiện một cái sự lắng nghe chăm chú chứ mình vừa ngửa ra rồi mình bấm điện thoại rồi mình nói dạ dạ cô cứ nói đi cháu đang nghe mà cháu đang nghe nhưng mà, nhưng mà cô nói đi cháu nhắn cái tin này nhưng mà bên đây là cháu nghe hết ví dụ như vậy thành ra tự nhiên họ mất hứng và họ không có nói cái họ lo lắng với mình thành ra chăm chú ngồi hơi nghiêng về phía họ một chút tư thế phải cởi mở ta khuyên mình đó, đừng có co hải tay lại đừng, đừng đừng, có khoanh tay như vậy rồi nói chuyện có vẻ như nó hơi hơi đóng và hơi xa cách ha tư thế cởi mở một xíu thứ ba cái giọng phải truyền cảm thấu hiểu một chút cái này các anh chị trùng rồi tôi không cần phải nói nhiều thứ tư ai con tắc tiếp xúc bằng mắt chịu khó nhìn họ một chút nhưng mà đừng có nhìn chầm chầm ha nhìn chầm chầm cái họ sẽ cụp mắt xuống họ sợ ha nhìn khoảng 3 giây xong rồi chúng ta có thể trao đổi nhìn qua lát về lại và thể hiện một cái sự quan tâm của mình và tư thế phải thoải mái và cuối cùng chúng ta hay ngồi đó, đối diện với lại cái người được tư vấn lắm cái đó là do cái cấu trúc của cái phòng khám thôi bạn giám đốc cho mình cái bàn mình ngồi bên đây họ ngồi bên kia thấy giống hỏi cùng không à, giống hỏi cùng quá như vậy thì người ta khuyên mình á tốt nhất là ngồi một cái hoặc là một, một cái salon ngồi như có, có cái bàn nước phía trước còn nếu như là một cái bàn giống như trước mặt mình thì chúng ta ngồi á, ở một cái góc thôi mình ở đây họ ở đây chứ đừng có đối diện nếu được nếu được còn nhiều khi cấu trúc của cái phòng đó không cho phép thì thôi ha thì những cái hành động khác của mình thì họ cũng thể hiện cái sự quan tâm đó thì những cái đó ráp lại bằng một cái chữ lovers thì cho chúng ta thấy được cái ngôn ngữ cơ thể của mình nó thể hiện cái sự quan tâm và cái sự đồng cảm đó là cái yêu cầu thứ nhất Yêu cầu thứ hai là bên cạnh những câu hỏi đóng, thỉnh thoảng mình cũng cần câu hỏi đóng chứ, nhưng mà thường xuyên mở dò những câu hỏi mở để mình biết rõ hơn là họ đang cần gì. Nguyên tắc thứ ba đó là chia sẻ những thông tin đáng tin cậy. Ví dụ những thông tin mà hôm nay bác sĩ Thu Hương trình bày với chúng ta là từ những cái guideline, từ những cái bằng chứng đâu này nọ, đáng tin cậy. Nhưng cái khó và cái thú vị, cái hay của chúng ta là chuyển từ những cái thông tin khoa học khô khan đó thành những cái thông tin như thế nào lọt được vô lỗ tai của người ta đó cũng là cả là một cái nghệ thuật và cái thứ tư là người ta yêu cầu mình cũng nên tìm hiểu là tại sao hôm nay họ đến đây hay là họ đặt câu hỏi này ra về vấn đề chủng ngừa nhiều khi họ có những cái quan tâm khác mà khi mình hiểu rõ ngọn nguồn của nó cái sâu xa của họ mình giải quyết được cái đó đó thì tuyệt vời họ gần như là họ cởi mở tấm lòng và họ sẽ đi những bậc thang còn lại có ý định làm và duy trì nó sẽ dễ hơn thì đó là bốn cái phục vụ cho cái những cái bước này ngoài ra một cái nữa mà tôi rất là hay nói với sinh viên hoặc là các đồng nghiệp trẻ đó là chúng ta phải khen cái người đối diện của mình mình không có thói quen đó thì phải ha ở đây tôi nghĩ chắc có mình anh thương là khen phụ nữ nhiều nhất nhưng mà nhưng mà những người khác thì có vẻ ít hơn tại sao chúng ta phải khen anh thương tại sao mình phải khen cái người mà, mà, mà mình tư vấn cho họ vậy anh thương à. bởi vì khi khen á người ta cảm giác là thấy uh, ai mà trả thích lời là khen là khen là thấy thích thú hơn cởi mở hơn bắt đầu mới tiếp cái câu chuyện được tốt chứ vô mà chê hay nói là Chị chắc là một ít tập thể dục lắm mà tự thấy quạo wow, là đó là không nên <laughs> là thấy mệt rồi phải không đã rồi Vậy cái khen đầu tiên là giúp nó Cái sự tạo cái sự gọi là thân thiện giữa hai bên Và một lát nữa mình tư vấn họ cái gì Thì họ sẽ lắng nghe Còn một khi vô là mình đã chê họ rồi Là họ chẳng thèm nghe Và họ chỉ chờ Họ nói lẹ lẹ để tôi đi ra ngoài Ví dụ như vậy Tuy nhiên còn một cái khen nó có một cái điều rất là quan trọng nữa Các chị biết là gì không Là họ sẽ biết điều đó là đúng Và họ sẽ tiếp tục làm cái đó và họ sẽ chia sẻ những cái đó cho hàng xóm Cho anh chị em của mình Cho đồng nghiệp của mình À hôm bữa tôi được cái ông bác sĩ đó Ông khen vì cái chuyện ABC gì đó Mà trước giờ có thể họ làm Một cách vô thức, họ làm một cách theo thói quen Nhưng họ không ngờ Hôm nay họ được một ông bác sĩ khen Về cái chuyện đó Cho nên họ hiểu rõ hơn, đó là một cái hay Đó là một cái đúng, và họ sẽ duy trì Cho nên chúng ta tập ha từ đây cho đi mình gặp bệnh nhân là mình tư vấn cái gì đó chúng ta chịu khó khen bây giờ tới cái phần cuối cùng đó là sau khi mình biết tư vấn vaccine cần phải có những cái bước đó rồi bây giờ chúng ta đối tượng của mình ngày hôm nay là những người cao tuổi và có bệnh nền thì tôi không đi nhiều vô cái này tôi chỉ gợi ý và chia sẻ những cái guideline hiện tại của Hoa Kỳ và từ dựa trên cái đó chúng ta có thể modify lại tùy vào cái tình hình thực tế của Việt Nam của chúng ta thì cái bài ngày hôm nay tôi thấy nó rất là phù hợp bởi vì sao? Cái thập kỷ mà chúng ta đang sống này đã được Liên Hiệp Quốc chọn là coi như là thập kỷ vì người cao tuổi. Là từ năm 2021 cho tới năm 2030, mình đang ở cái đoạn gọi là đoạn đầu của cái thập kỷ đó. Và Liên Hiệp Quốc nói rằng chúng ta cố gắng trong 10 năm này làm sao đó phải thay đổi cách nghĩ của mình, cảm nhận của mình và hành động của mình liên quan đến những người cao tuổi chúng ta phải phát triển những cộng đồng hướng tới người cao tuổi chăm sóc lòng ghép đưa đến cái chuyện gọi là cá thể hóa từng người và đưa họ những cái dịch vụ gì đó sức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho tốt và ngày hôm nay chính là cái chuyện mà tiêm chủng là một trong những cái rất là tuyệt vời phù hợp hết cho tất cả bốn cái yêu cầu bốn cái tiêu chí đó dành cho người cao tuổi là chúng ta cố gắng làm cho tốt cái việc này và tại sao chúng ta hôm nay nói với cái nhóm người đó thì đây cũng là một trong rất nhiều những cái gọi là bằng chứng này các anh chị thấy xét ra một cái phòng chích ngừa cái độ tuổi mà đưa đến để chích ngừa thì rõ ràng trẻ càng nhỏ thì càng được để ý tới và mang tới chích còn những người cao tuổi rất là thấp các anh chị thấy ô màu tím ở trên cái số đó cái màu tím là có đi chích 4% thôi còn 96% là không có mà thiệt bây giờ nghĩ lại bản thân mình cũng y vậy à mình chỉ chăm chăm mình 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 cứ tự hỏi là không biết con mình chích vậy đủ chưa Đâu lấy cuốn sổ ra coi còn thiếu cái gì không Mà chưa bao giờ mình đem cái chuyện này Mình hỏi má mình là không biết má mình đã chích đủ hay chưa Trừ trường hợp mánh năm trước là Covid-19 Thì mình mình dắt má mình đi chích thôi Thành ra cái hình này hoàn toàn đúng Và tôi nghĩ rằng đúng với phần lớn của chúng ta ở đây Cho nên không chỉ mình tư vấn trực tiếp với người cao tuổi Mà mình sẽ tư vấn tới những người chăm sóc họ Con của họ à, Cái người chăm sóc của họ Hàng xóm của họ Để lan truyền những cái ý định Để mà đưa đi chích để làm tăng cái tỷ lệ đó lên. Thì đây là nói riêng về cúm thôi nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng những cái vaccine khác cái hình ảnh của nó cũng giống y như vậy. Thế thì chúng ta phải hiểu cái rào cản là cái gì mà tại sao chỉ có 4% người cao tuổi được đưa đi chích cúm. Thì theo như một cái gọi là giám sát theo một cái khảo sát thì người ta thống kê sau đây. 33% thì họ nói rằng ôi cúm mà có gì đâu. Năm nào là tôi là chả bị. Cảm dài ngày sổ mũi rồi uống thuốc là hết thôi gì phải không chị hương người ta toàn nói vậy không nhưng người ta đâu có làm tại cái khoa hô hấp người ta đâu có làm tại khoa hồi sức để thấy những cái ca mà nó đã bị đột quỵ đã bị nhồi máu cơ tim vì cúm thúc đẩy cái chuyện đó họ không có thấy ha thành ra làm sao nhiệm vụ của mình phải nói những cái chuyện đó cho người dân họ biết thứ hai cũng vậy họ nói là không cần thiết nè hoặc là đã tiêm covid nhiều rồi covid thì chắc cũng có gọi là phản ứng chéo luôn ngừa luôn cái đó vân 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 rất nhiều những cái mà trong đó một trong những cái tôi nghĩ là quan trọng là bởi vì người ta chưa có đánh giá đúng cái sự nguy hiểm của nó vậy thì đó chính là cái trách nhiệm của chúng ta cái này thì thôi chắc xin phép bỏ qua tại sao người lớn cũng cần tiêm vaccine thì cái này nó chúng ta đều hiểu bớt rồi thì đây cũng là một hình cho thấy rằng cái người lớn tuổi giống như chị Hương nói hồi nãy họ không phải như là những em trẻ em mà lúc nào mang trên người họ cũng có một, hai hoặc là một vài những cái yếu tố nguy cơ. Có người thì cao huyết áp, có người thì đái tháo đường, có người thì mỡ trong máu và càng nhiều yếu tố nguy cơ kèm theo thì nguy cơ nhiễm một cái con gì đó, ví dụ như hình này là con của phế cầu nó sẽ càng cao và cúm nó cũng y vậy thôi và những cái khác nó cũng giống vậy thôi. Thì đây là cái hình mà tôi muốn chia sẻ của CDC Hoa Kỳ năm 2021 nhưng thực ra tới bây giờ thì cũng không khác như vậy. Thì đây họ liệt kê ra Thứ nhất là theo từng độ tuổi Thứ hai cái, Những cái hàng này là tên của từng loại vaccine cần tiêm Và tại sao có màu vàng Và tại sao có màu tím Màu vàng mình có thể tạm hiểu là Systematic Đây là những cái vaccine cần Trừ trường hợp anh có chống chỉ định thôi Còn nếu anh không có chống chỉ định Và trong thời gian từ trước đến giờ Anh chưa tiêm cái đó Thì anh nên đi tiêm Đó là những cái màu vàng Còn những cái màu tím là những cái khuyến cáo riêng cho những cái đối tượng nào đó à, ví dụ anh sắp sửa đi vào một cái vùng mà có đang có dịch thương hàng hay là anh đang có một cái bệnh nền uh, là đã từng bị nhờ máu cơ tim một lần ví dụ như vậy thì anh chích mấy cái này thêm đó thì chúng ta thấy cái bản này thì chắc chắn là bài giám đốc cũng sẽ gửi cái tài liệu cho các bạn không mình lên mạng mình sợ mấy cái này có rất là dễ ha thì trong đó chúng ta nhìn lướt qua đi cái màu vàng là cái gì để ít ra mình nhớ cái đó trước đi thứ nhất là cúm mùa ha mỗi năm tiêm một liều. Thứ nhất là cúm, thứ hai là à, ti đáp hoặc là ti đi. Ti đáp là viết tắt của ba chữ đó là tetanus tức là uống ván, bạch hầu và ho gà vô bào. Ha, nếu được thì chích ba cái này ti đáp. Còn nếu không á, thì ti đi cũng được, tức là uống ván với lại bạch hầu. Mỗi 10 năm, mỗi 10 năm. Xin lỗi các anh chị, đọc cái này mình mắc cỡ. Tôi thì chắc chưa rồi đó, tôi không chích, không biết mấy anh chị có hay không. Chứ tôi tôi đang bị hỏng cái này rồi đó. Ha. là bây giờ tôi đang đấu tranh là để từ chỗ biết qua tới có ý định nè nha rồi sau đó còn cái màu vàng nào nữa sởi và bị rubella màu vàng nào nữa thủy đậu ha màu vàng nào nữa hbv trong cái độ tuổi của nó ha và một cái màu vàng nữa đó là phế cầu ở những người cao tuổi trên 65 thì đây là một cái cũng rất là dễ nhìn có thể mình nhìn vô đó là mình sẽ định được liền là người khách hàng của mình đang ở chỗ nào và họ cần cái gì Tuy nhiên cái này là cái của Hoa Kỳ có thể tùy vào điều kiện. Ví dụ như cái vaccine Zoster chẳng hạn mình không có. ha Thì như vậy thì thôi chúng ta không có trong tương lai thì hy vọng. Thì bây giờ cũng cái tài xin lỗi. Cũng cái tài điều đó của CDC Hoa, Hoa Kỳ người ta nói rõ hơn ở cái cái đối tượng là người trưởng thành. <laughs> tự nhiên các anh chị thấy người ta nhắc thứ nhất á, là tất cả những người trưởng thành ở đâu tức là tụi mình đây nè là chia làm hai nhóm vaccine nhóm bên trái là mỗi người trong chúng ta đều cần đó là cái gì covid 19 ai nấy cũng mấy mũi rồi thứ hai là cúm chủ đề ngày hôm nay và thứ ba là ti đáp bạch hầu uống ván ho gà vô bào bản thân tôi thì hai cái trên là đã ok nhưng mà còn cái dưới thì tôi tự cảm thấy mình là chưa có hoàn thành là trong thời gian sắp tới cố gắng thêm cái đó còn ngoài ra họ có cho thêm một cái gọi là option là theo những tình huống cụ thể ví dụ người có thai cần chích cái gì người đang làm trong một số công việc đặc biệt cần chích cái gì quân đội cần chích cái gì và đặc biệt có hai cái mà mình sẽ đi vô đó là theo độ tuổi và theo tình trạng sức khỏe theo độ tuổi thì họ chia ra làm nhiều độ tuổi nhưng mà hôm nay mình nói người cao tuổi thì có hai nhóm nhóm từ 50 đến mươi 64 phần lớn hầu không, không các anh chị là dưới dưới 50 một số trong chúng ta ở đây là đang rớt vào đây thì xem thử mình cần covid 19 mình cần cúm mình cần ti đáp và mình cần zoster zoster là ngừa cái bệnh dời leo á ha thì mình hình như chưa có zoster thì mình có có ba cái trên ngoài ra chúng ta có thể cái này tùy mình thôi thứ nhất Ai mà chưa chích HPV thì chích cho tới năm 59 tuổi. Ai mà chưa có chích bạch à, bạc, à sởi quay bị rubella. Nếu mình xin trước năm 1959. Tại sao? Tại vì bên Mỹ trước cái năm đó thì chưa có vaccine đó. Còn sau cái năm đó coi như là systematic trong hệ thống là đã được chích rồi. Còn mình á, thì vaccine này là vaccine gọi là volunteer tự nguyện cho nên nếu ai chưa chích MMA thì chúng ta chích RSV chúng ta chúng ta chưa có nên thôi chúng ta không bàn cái này đây là 50 tới 64 nha còn 65 tuổi trở lên thì chúng ta thấy ngoài những cái nói nãy giờ thêm cái phế cầu rất là nguy hiểm ha phế cầu có thể gây bệnh rất là nặng nề ở người lớn và chúng ta có thể cân nhắc RSV nhưng mình không có như vậy để dễ nhớ các anh chị nhớ có hai nhóm tuổi và đây là những cái luôn luôn cần luôn luôn cần bên đây gọi là option tùy vào mình có chích hay chưa còn cái nhóm tuổi 65 trở lên cũng giống giống như vậy thôi nhưng mà nhớ thêm cái phế cầu còn ngoài ra có thể chia vào tình trạng bệnh lý nền ví dụ các anh chị nào làm ở khoa tim mạch hay là lão khoa hay là cái gì đó nếu bệnh nhân của mình đã từng có đang có bệnh lý tim mạch hay đã từng bị đột quỵ thì phế cầu là luôn luôn cần bắt buộc phải chích hỏi người ta có chích chưa bây giờ chích phế cầu còn bên đây là những cái có thể tùy vào độ tuổi ví dụ như thủy đậu chẳng hạn bởi vì sao ở bên mỹ trước năm 1980 gần như chín mươi mấy phần trăm người dân là bị thi đậu hết cho nên không cần chích nữa chứ không phải là tại gì còn từ năm 80 trở về sau mà chưa chích thì cần chích thủy đậu. Tương tự như vậy, HPV cũng cần, papilloma cũng cần, sởi, quay bị rubella cũng cần, và zoster từ 50 tuổi trở lên. Đây là cái anh chị. Tự kiểm lại bản thân mình coi mình thiếu cái gì không đây. ha Thì chúng ta đấy hoặc là nếu bệnh nhân của mình là bệnh thận giai đoạn cuối <laughs> không phải là vì họ giai đoạn cuối rồi chúng ta không chủng ngừa cho họ họ vẫn cần họ cần HPV viêm gan B bởi vì họ chạy họ truyền dịch được gần như là liên tục hàng tuần họ cần cái phế cầu để ngừa nhiễm trùng của cái phổi và những cái liên quan khác như là màng não vân vân ngoài ra họ cân nhắc mình chích cho họ thủy đậu SBV hoặc là sởi và bị rubella hoặc là zoster còn nếu như bệnh nhân của mình là bệnh phổi Như là chỗ khoa của cô Hương chẳng hạn Nhưng mà bao gồm cả hen và COPD luôn Thì luôn luôn cần phế cầu Ngoài ra một số cái khác Cũng là tùy vào nếu chưa chích Thì cũng nên chích, cân nhắc chích mấy cái còn lại Mà nhớ là phế cầu là rất là quan trọng còn nếu suy giảm miễn dịch có thể là do thuốc một cách tạm thời do bệnh nặng hay là do gì đó bằng có thể là do bẩm sinh thì cần thứ nhất là, là hemophilus influenza tiếp b nếu người đó gọi là suy dịch mà cái mảng bổ thể hoặc là cái người mà có ghép tới tế bào gốc tạo máu họ cũng rất là cần phế cầu não mô cầu hoặc là soster ngoài ra hbv hbv họ cũng có thể cần tương lai cái này cái này cần nhắc thì đó là một vài cái mà tôi nghĩ rằng trong điều kiện làm việc của mình tim mạch nè hận giai đoạn cuối nè bệnh phổi nè và suy giảm miễn dịch là có thể chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ngoài ra trong cái gai lai like đó người ta còn có những cái như là đái tháo đường vân vân ha các chị cứ vô cdc.gov rồi gõ mấy cái này ra vaccine cho, cho người trưởng thành. Như vậy tóm lại chúng ta thấy tư vấn vaccine có thể dễ nhưng mà thực ra nó nó cũng không dễ đâu. Nó giúp cho một người từ cái gì đó mà thay đổi cả cái ý định, thay đổi cả cái sự suy nghĩ để làm một cái hành vi sức khỏe nào đó và duy trì được cái hành vi đó, phải nói là một chuyện không dễ. Và để làm được chuyện đó đó đòi hỏi chúng ta phải một cái sự kiên nhẫn vô cùng. Và chúng ta phải có những cái kỹ thuật. Thì ít ra chúng ta phải có những kỹ thuật để xử lý và trả lời câu hỏi. Đưa ra những luận điểm một cách gọi là có giá trị. Và cuối cùng chốt lại. Lập tức một khi họ gật đầu rồi thì đừng bỏ qua cơ hội đó. Đưa họ qua đóng tiền liền để họ có thể đi chích liền. Và nhắc nhở họ ở lần sau, bốn tuần sau quay lại hay cái gì đó. Để có thể họ giúp cho họ duy trì được cái hành vi của họ. Và để làm tốt được ba cái bước sau thì người ta có một cái công thức là ACRCT. Trong đó quan tâm đến họ, rồi làm rõ cái cái mà họ đang quan ngại, rồi trả lời cho họ, hỏi họ coi họ đã hiểu rõ chưa và chúng ta chuyển qua cái vấn đề kế tiếp. Riêng với người cao tuổi thì cái gì cũng cần thiết nhưng mà ba loại luôn luôn cần. Đó là vaccine COVID-19, vaccine cúm và bệnh hậu ung ván hoa gà bầu bào. Còn ngoài ra, tùy vào người có bệnh lý nền gì có thể có những cái vaccine thêm nữa cho từng các loại bệnh lý nền thì đó là thông tin xin được chia sẻ rất quý thầy cô các anh chị đồng nghiệp ngày hôm nay xin cảm ơn quý thầy cô các anh chị đã lắng nghe